Nếu mà quý vị thính giả nào đang nuôi chó thì chắc hẳn là sẽ không ít lần bắt gặp chú chó của mình vẫy đuôi loạng choạng, nhảy cẩn lên. Nhiều người sẽ cho rằng hành động đó biểu thị cho sự vui vẻ. Tuy nhiên, hành động này còn chứa rất nhiều điều bí ẩn và ý nghĩa khác nhau. Vì vậy, hãy cùng theo dõi podcast ngày hôm nay để khám phá những điều thú vị đằng sau hành động vẫy đuôi của những người bạn bốn chân này nha. Bí ẩn đằng sau việc chó vẫy đuôi như thế nào? Hay vô tình hay có ý thức không? Theo Leonetti, giải mã thói quen vẫy đuôi ở loài chó cho đến nay vẫn là một trong những vấn đề phức tạp nhất ở một loài vật vô cùng gần gũi với con người. Các nghiên cứu đang đi theo hướng tiếp cận đa ngành như kết hợp thần kinh học, khoa học nhận thức và sinh lý học. Bởi đây không chỉ là quá trình tiến hóa thông thường ở động vật mà còn có sự tác động của con người. Leonetti thậm chí nói rằng nếu chúng ta hiểu rõ hơn về thói quen vẫy đuôi của chó, chúng ta có thể mở ra được hộp Pandora của những bí mật về cách con người đã thuần hóa những bộ lông bốn chân này từ hàng nghìn năm trước. Mặc dù bí ẩn về những hành động của chó vẫn chưa thể giải đáp hết được, tuy nhiên không thể phủ nhận chó là một người bạn rất trung thành với con người. Nếu một ngày không có những sinh vật bốn chân đáng yêu này, cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên thiếu sót phải không nào? Và cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị nhé.